Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có tiếp nhận máy iPhone 11 Pro Max báo lỗi camera sau. Và ca này thì mình sẽ tiến hành thay camera sau cho máy. Sau đây thì mình sẽ tiến hành test các tính năng trước khi mà thay camera. Tiếp đó, bắt đầu quá trình sửa chữa, mình sẽ tắt nguồn máy và tháo ốc đuôi. Kế đến, mình sẽ sử dụng tool tháo màn. Sau đó là dùng tool để giữ màn. Trong bước tiếp theo thì mình sẽ tháo nẹp pin và nẹp màn hình. Kế đến sẽ tháo camera sau. Cái này thì mình sẽ thay camera zin móc máy. Loại này thì cho chất lượng tương đương với camera gốc theo máy và đang được Mobile CDK hỗ trợ bảo hành lên đến 6 tháng. Đầu tiên thì mình sẽ gắn chân camera để test trước. Sau khi mà xác định là mọi thứ đều ok thì mình sẽ tiến hành lắp lại toàn bộ những bộ phận đã tháo trước đó. Bước tiếp theo mình sẽ vệ sinh bên trong máy và dán tem bảo hành. Kế đến sẽ cố định lại ốc đuôi. Và vệ sinh bên ngoài máy. Bước cuối cùng thì mình sẽ test lại toàn bộ các tính năng trước khi mà bàn giao trả khách. Ok, vậy là ca thay camera sau cho iPhone 11 Pro Max của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video.